Hương Yên kính chào quý vị khán thính giả đến với chương trình đầu tư cùng Bảo Trần ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, thì trên làn sóng 57.3 chúng ta cũng quen với anh Bảo Trần đến từ công ty Houston Home Investment cũng như là công ty Solution Title về liên quan tới vấn đề mà địa ốc mua bán nhà cũng như là đất đai cơ sở thương mại và công ty Title. Thì quý vị cũng biết là trong thời gian năm 2016 đã chính thức hoạt động một cách rất là rầm rộ và hiệu quả. Thì hôm nay trong không khí mà chúng ta đón mừng năm mới 2017, thì trước khi mà nói về chủ đề liên quan tới vấn đề địa ốc, thì hôm nay có lẽ rằng là chúng ta cũng trò chuyện một chút trong không khí năm mới. Thì năm mới 2017 này thì công ty Houston Home Investment cũng như là công ty Solution Title Agency có một cái chương trình gì mới, một cái kế hoạch gì mà đặc biệt trong năm nay không? Dạ vâng, cảm ơn Hương Yên. Trước hết thì Bảo kính chào quý khán giả của đài BWN, và nhân dịp năm mới 2017 thì Bảo kính chúc quý vị một năm mới dồi dào sức khỏe và vạn sự như ý. Vâng, Dạ vâng. tiện thể thì chúng tôi cũng phải nhân dịp năm mới thì anh Bảo Trần cũng như công ty Houston Home Investment đã cùng cộng tác với BWN TV khá lâu, cũng lâu lắm rồi, đã nhiều năm. Thì trong một không khí Tết Dương lịch thì đây là mùa lễ lớn, thì chúng tôi thay mặt cho ban biên tập gửi lời chúc đến bên ban giám đốc của công ty anh Bảo Trần và toàn thể nhân viên của công ty Houston Home Investment cũng như công ty Title Solution một năm mới nhiều thành đạt và thành công, đạt gọi là chúng ta gọi trong một kép là vượt chỉ tiêu. Cảm ơn Thì anh. giờ vâng, thì chúng ta sẽ tiếp tục có những cái chương trình talk show với công ty, có thêm nhiều thông tin bổ ích cho quý vị. Thì bây giờ đó, anh Bảo Trần cho một chút về câu hỏi của Hưng Yên là sắp tới công ty có gì mới không? Dạ vâng, thì nói về công ty Houston Home Investment thì năm mới thì chúng em có một cái dự định thêm nữa là về bên cái vấn đề làm property management á, thì sẽ có mướn một vài người vô để chuyên về làm sao để giúp cho những người Việt, người nước ngoài nữa, để giúp manage dùm mấy cái property cho họ. Tại vì chúng em cũng đang hiện tại cũng mua rất là nhiều property mà giữ để cho mướn của mình, nên sẵn tiện đó thì mình cũng giúp để manage cho những người khác, thì mình biết cái cách phải làm như thế nào cho đúng, để làm sao để cho mình cho cái người mà investor đó có thể có cái cơ hội mà có cái thu nhập hàng tháng, và sau này mua chỗ nào mà sau này mình bán mình có lời được. À, cái này thì phải làm rõ một chút là cái vấn đề mà đó thì có nghĩa là giúp cho những người cho thuê nhà hay là kêu thôi không nhận những người một hai cái nhà mệt lắm, nhận cái building lớn commercial thôi. Thì bây giờ Bảo có thể nói rõ tiếp trong năm 2017 công ty sẽ là giúp quý vị để mà điều hành cái nhà hoặc là cơ sở thương mại quý vị cho thuê, thì nói rõ thêm một chút. Dạ vâng, là cả hai anh đang nghiêng, tại tụi em có hai cái người mà gọi là manager cho separately, một người là cho bên like single family home, một người là bên commercial, thì hai người đó sẽ lo hai cái phần hành khác nhau. Có nghĩa rằng là công ty sẽ có thêm một cái dịch vụ nữa là quý vị có nhiều nhà cho thuê, một căn nhà, hai căn nhà hay là một building cho thuê, quý vị còn công việc nữa, chẳng hạn như là quý vị làm bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ, quý vị cũng có một cái business của quý vị mà quý vị có nhà cho thuê, thì quý vị không có thời giờ để điều hành, gọi là kiểm tra cũng như là manage nó, thì quý vị nhờ đến công ty Dạ vâng, thì dạ trả tiền theo hợp đồng, đúng không? vâng. Dạ vâng, Trả tiền nhiều có còn đâu lời. dạ vâng. Cũng là chỉ trả một cái phần mà người ta collect, giống như là công ty collect cho quý vị thôi. Thì đó nó sẽ giúp cho quý vị gọi là peace of mind, mình không có phải bị nhức đầu, mình không phải deal với tenant, mình không phải deal với là những cái lúc mà có problem lúc ban đêm, rồi những cái problem mà nhiều lúc mình tự bản thân mình mà mình quản lý á, thì mình phải tốn nhiều cái thứ tiền khác nhau. Dạ. Không, cái này là Hưng Yên nghĩ rằng nếu một quý vị nào mà có nhà cho thuê mà bận bịu không có thể nào mà quản lý được đó, thì quý vị nên chúng ta chia sẻ một chút cái lợi nhuận đó, nhưng mà chúng ta đỡ phải đau đầu, chúng ta có rảnh thì giờ trông cháu, chúng ta có rảnh thì giờ trông con, dạy con học hành. Đây cũng là một cái điều mà giá cả bao nhiêu quý vị cứ gọi điện thoại cho công ty Houston Home Investment thì quý vị sẽ có những cái deal tốt nhất và giá cả hợp lý. Quý vị cứ trả giá thật thấp cho Hưng Yên thì coi như là quý vị có thể đạt được cả hai.
chúng ta nên học cái cách làm này của Mỹ. Người Mỹ nó trở nên một cách cái những dịch vụ này rất là chuyên nghiệp và nó rất là phổ biến, và hình như ai ai cũng dùng cái dịch vụ này. Chúng ta cũng nên học những cái cách làm mà để chúng ta có nhiều thì giờ và chúng ta có nhiều cái sức khỏe để chúng ta duy trì được cái vấn đề đầu tư của chúng ta. Thì hôm nay đó chúng ta anh Bảo Trần sẽ nói về một chủ đề mà Hưng Yên cho rằng là chúng ta nên nghe. Bởi vì chính bản thân Hưng Yên nghe nói nhiều về mua nhà foreclosure cho rẻ, tuy nhiên tâm lý lại có một cái hạn chế đó thưa Bảo. Có nghĩa là thôi thôi mua nhà foreclosure mình không biết đường phức tạp không, rồi nhà có hư không, vân vân, rất nhiều những thắc mắc. Thì bây giờ anh Bảo Trần là cái người mà chuyên về địa ốc, mà là một người mà viết ngay cuốn sách chúng tôi nhớ là The Book on Foreclosure, cho nên là chúng tôi hỏi đúng người rồi phải không quý vị? Và bây giờ thì xin hỏi Bảo Trần là thế nào là mua nhà foreclosure? Mua nhà foreclosure là theo cái người mình ưa nói ở ngoài á, cho những người mà mua nhà để đầu tư hay là mua nhà để ở mà mua foreclosure theo cái cách họ nói là họ mua qua MLS, có một cái người agent đại diện, nhưng mà chọn cái Cái option đó nhà. là cái nhà đó foreclosure là đã được foreclose bởi nhà băng, và nhà băng bán ngược lại. Đúng ra nó có cái từ nó gọi là REO, là nhà băng đã tịch thu rồi, giờ bán lại cái nhà đó ở trên market, thì cái lúc đó là cái lúc mình mua, thì người ta nói chung đó là foreclosure không? Có nghĩa cái nhà đó cũng list lên cái hệ thống của bán nhà, nhưng mà mình chọn lựa là mua nhà foreclosure. Như vậy cái mua nhà foreclosure cũng như tất cả những căn nhà khác thôi, nhưng mà căn nhà đó chủ là nhà ngân hàng. Dạ đúng rồi, là lender, là một cái bank hay là một cái mortgage company nào đó, hay là một cái corporate owner nào đó. Nếu như vậy thì một câu hỏi đặt ra kính thưa quý vị là khi mà chúng ta mua nhà foreclosure thì cái quy trình để mà chúng ta mua một căn nhà foreclosure nó có khác gì so với mua một căn nhà bình thường không? Dạ vâng, hầu như nó cũng giống như vậy. Nếu mà quý vị mua qua MLS thì quý vị cũng mua giống như vậy thôi, cũng gửi offer đến. Rồi nếu họ nhận offer quý vị, chỉ có cái khác đơn giản là most of cái nhà mà foreclosure đó thì họ không có, giống như là không có seller disclosure nhiều, tại vì họ không có ở trong cái căn nhà đó nên họ không biết cái nhà đó nó có xảy ra cái gì hay không, thì họ sẽ nói là họ không có biết cái gì để disclose hết. Thì mình phải Có giống nghĩa như trong là cái hợp đồng, trong cái hồ sơ nhà đó thì người ta không có guarantee một bất cứ một điều gì. dạ đúng rồi, bởi vì người ta chưa có bao giờ ở trong nhà đó, người ta không biết gì hết á, người ta cứ nói là người ta sẽ không có seller disclosure. Có nghĩa người ta không chịu trách nhiệm bất cứ thứ gì trong Dạ đó. vâng, Nếu mà chúng more ta assist. mua căn nhà foreclosure, chúng ta phải tự đi inspection, tự quyết định và tự take risk. Dạ đúng rồi, Đúng không? Tự mình tự chịu cái rủi ro. Nhưng mà nói tới rủi ro thì thông thường nhà foreclosure có những rủi ro gì? dạ thì có nhiều thứ có thể xảy ra, có thể là nhà đó nó bị leak mà mình không biết, hay là nó có bị hư cái đường điện nào đó, có thể là nó bị foundation, hay là bị roof problem, nó bị bất cứ problem nào trong cái căn nhà mà mình không biết, hoặc là cái người bán cũng không biết luôn nữa, thì mình phải có cái người good inspector đến để inspect những cái đó, để mình biết là cái tiền mình sẽ tốn là bao nhiêu để sửa nhà đó. Có đôi lúc một số nhà foreclosure là cái bang mới á, nó sẽ không có cho mình mượn tiền để mình mua, thì có nhiều cái defect, thì nhiều cái hư quá đó, thì nhà bang mới nó không có cho mình mượn tiền để mua. Như vậy thì vấn đề mà những cái chú ý khi mà chúng ta mua một căn nhà foreclosure, nếu mà cũng dễ dàng, nếu mà cũng như chuyện, nếu mà không có gì trở ngại thì không ai mà sợ mua nhà foreclosure cả, đúng không? Dạ đúng. Vẫn phải có một cái điều gì đó thôi thì thôi, chẳng thà mua căn nhà mà nó đúng giá như thế mà dọn vô ở ngay, chứ còn mua căn nhà foreclosure rồi giấy tờ này cái thế kia cái nọ thì đôi khi rồi tâm lý người Việt, mà nhất là những người mà không ở Mỹ lâu đó, thì đôi khi cảm thấy là ái ngại sợ sệt. Thì bây giờ nhân tiện đây thì Bảo có thể phân tích thêm một chút những cái điều mà cần chú ý khi mà chúng ta mua nhà foreclosure thì chúng ta phải cần chú ý cái gì, thủ tục và có gì đặc biệt hơn. Nếu mà như Bảo nói thì không có cái gì đặc biệt hơn cả thì phải có một cái tí gì khác chú ý như thế nào để mà đồng hương chúng ta an tâm khi bắt đầu mua một căn nhà foreclosure. Dạ vâng, thì trước tiên là quý vị phải có một cái người agent tốt, biết tìm kiếm cái nhà foreclosure nào, như thế nào, rồi cũng giống như là biết quý vị cái mong mỏi của mấy quý vị là cái gì. Ví dụ quý vị nói là tôi muốn mua cái nhà mà foreclosure thì foreclosure, nhưng mà nó phải nhìn, nó phải đẹp, nó năm nào hay là như thế nào đó, thì cái người đó sẽ giúp cho quý vị cái đó, cái là trước tiên. Cái thứ nhì là người đó sẽ có cái liên lạc, chứ là một cái người inspector rất là giỏi, để có thể đến để inspect tất cả những cái gì xảy ra đối với căn nhà đó, giống như là điện nước này nọ, rồi thơ mồ coi có bị mô bị móc này nọ, có thể coi được đủ thứ hết.
test tất cả như vậy để khi mà mình dọn vô cái nhà đó mình yên tâm, hoặc là mình biết được là mình phải tốn bao nhiêu tiền để sửa căn nhà đó nếu mà mình mua xong. Thì cái đó là cái mà mình cần có, mình cần biết. Còn nếu mà quý vị là một người mới mua nhà đầu tiên á, thì tất nhiên quý vị sẽ rất là khó khăn cho quý vị nếu mà không có một cái người agent với là một cái người inspector có thể giúp quý vị trong cái vấn đề đó. Vâng, à, khoan, trước khi mà anh Bảo Trần nói tiếp, chúng tôi phải đặt ra câu hỏi, đôi khi chúng tôi một chút thực tế là tại sao cứ foreclosure chúng ta phải kỹ những chuyện đó mà những nhà khác thì không kỹ, nhà nào cũng như thế thôi. Thì tại sao mà foreclosure chúng ta phải chú ý tất tần tật kỹ càng hơn, là vì sao vậy? Tâm lý thôi chứ hay là vì cái gì? Mà mấy cái nhà kia mình cũng phải nên làm như vậy. Dạ, mình cũng phải có một cái inspection report rất là cẩn thận. Nhưng mà đặc biệt cái foreclosure như em nói là họ không có cái seller disclosure nên mình không biết được là nó có cái gì xảy ra hay không, rồi cái đó nó bao nhiêu tuổi, như cái roof bao nhiêu tuổi, nó còn xài được bao lâu, rồi cái máy lạnh là còn xài được bao lâu, rồi cái water heater có xài được không, hay nhiều thứ sẽ xảy ra lắm. Nên mình càng cẩn thận hơn nữa. So với một cái nhà mà người ta có người đang ở thì mình ok, mình cũng là mình inspection nhưng mà mình đỡ cẩn thận hơn là người ta đang ở thì nhiều cái nó cũng đã xài được rồi, mình yên tâm hơn lúc mình gửi offer. Còn cái lúc mà cái nhà foreclosure thì người ta không có cho mình biết cái disclosure đó đó, thì khi mà mình mua đó thì nhiều lúc mình không thích đi thì mình chỉ mất cái tiền option money thôi, nhưng mà nó cũng mất tiền, mất thời gian, tốn tiền option fee, rồi tốn tiền inspection, rồi cuối cùng mình cũng bỏ cái contract đó. Thì mình phải expect trước là như vậy, mình expect trước là ok mình mua thì có thể mình được cái giá đặc biệt hơn chút đỉnh, nhưng mà nếu mà không có theo cái ý của mình thì mình phải mất cái tiền đó, mình phải biết trước như vậy. À, có nhiều người nói với Hưng Yên về tại sao mà chúng tôi hư hỏi xoáy vào cái đó, là bởi vì có một số người nói rằng là khi mà người ta đã không có tiền trả tiền nhà mà nhà băng kéo cái nhà đi rồi đó, người ta tức. Người ta tức lên, là chúng ta gọi cái từ mà nôm na bình dân là ăn không được phá dồi. Cho nên có một số nói rằng là những nhà foreclosure đó thì coi như là tức lên mất nhà rồi, đúng không ạ? Cho nên là phá cái nhà cho nó hư, mà thậm chí phá mình không biết là phá cái chỗ nào nữa, thậm chí nhà dột mà mình không biết là dột, ví dụ như vậy. Thì có chuyện đó xảy ra trong cái thời gian mà kinh nghiệm của Bảo làm về địa ốc đó, thì cái lời nói nó có cái tỷ lệ nó có nhiều hay không, và có phải là nhiều người người ta hận quá, người ta tức quá, người ta không có trả tiền được tiền nhà, nhà băng kéo cho nên tức quá phá cho chơi, cho đỡ tức chơi, thì có không? Dạ vâng, thì em nghĩ là em là một trong những người mà coi nhà foreclose nhiều nhất. Hả? Tại vì em viết những cuốn sách đó và em là cái người đi coi mua những cái nhà đó rất là nhiều. Thì câu hỏi của anh đó, nó em thấy nó xảy ra nhiều ở cái trường hợp là những cái khu vực mà không có An an ninh ninh lắm. Và giống như những cái khu vực mà không có được nhà ở neighborhood không có nhà tốt. và nhà cao cấp hơn đó, thì thường thường người ta bỏ đi cũng sạch sẽ hơn. Còn cái nhà mà những cái khu mà không an ninh bằng á, thì người ta đi có nhiều nhà là giống như cái kitchen á, nó giống như nó lấy cái búa mà nó đi nó gõ từng chỗ vậy đó, nó gõ bể hết vòng 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 nhà, rồi cái tường nó đập vòng 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 vậy đó. Cái đó là vấn đề mà tạo cho một cái mất thiện cảm của căn nhà foreclosure. Như vậy thì ngoài cái chú ý về vấn đề mà kiểm tra rồi, thì trong thủ tục giấy tờ, chẳng hạn như vay tiền ngân hàng chẳng hạn, thì chẳng hạn như ngân hàng A người ta thu hồi căn nhà, thì mình có mượn tính cái ngân hàng A đó để mình mua căn nhà được không? Và có người ta có dễ dàng hơn chút không? Bây giờ thằng này nó mua nhà của mình thôi, mình dễ cho nó. Cái đó cũng cũng không có xảy ra như vậy, tại vì nó một cái em thí dụ một cái ngân hàng lớn như ngân hàng Bank America, cái department mà làm foreclose là nó gọi là IO department, nó riêng, còn cái department mà loan Luôn là nó nó riêng. riêng, và nó không có communicate với nhau. Cho nên cũng không có hy vọng gì phải không? Cũng không có khác nhau cái gì hết á. Mình mượn chỗ nào mà mình rẻ được thôi là mình nên chọn, chứ còn không phải nhất định là mình phải đi chọn cái lender của cái nhà mà nó đang ồn. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, thì như quý vị cũng đã nghe, thì anh Bảo Trần là cái người viết ra cuốn sách The Book on Foreclosure, và cũng là cái người mà công ty Houston Home Investment là một công ty chuyên mua nhà foreclosure để sửa lại, để bán lại giá rẻ, mà trong thời gian qua nhiều quý đồng hương đã được mua giá rất là tốt với công ty Houston Home Investment nhờ bên phía công ty này săn lùng những căn nhà giá rẻ, săn lùng những căn nhà mà foreclosure, và có một đội ngũ thợ sửa một cách giá là chất lượng tốt mà lại giá thấp, cho nên là cái giá thành của căn nhà thường là thấp hơn cái giá của list trên mạng lưới.
Cho nên là nhiều quý vị được mua được những căn nhà của công ty cũng tương đối là hạ. Như vậy là một cái người mà chuyên về mua nhà foreclosure rồi đó. Thì nếu mà cho một lời khuyên chân thành với khán giả Đồng Hương đó, nếu mà Đồng Hương không phải là người như công ty là mua về có đội ngũ hợp đồng sửa chữa và có người có vốn và có khả năng sửa chữa để mà trở thành căn nhà đẹp, nếu một người chẳng hạn như một người Đồng Hương nào đó không hiểu biết về nhà cửa nhiều, không hiểu biết về kỹ thuật, không hiểu biết về vấn đề mà sửa chữa nhiều, thì có nên mua căn nhà foreclosure không để rồi kêu thợ tới để sửa chữa để thành căn nhà tốt hơn? Dạ vâng, thì cái câu hỏi đó thì nó cũng tùy vào cái giống như là cái sự quen biết của cái người Đồng Hương đó. Giống như mình không biết sửa thì mình không nhất thiết là mình không quen những cái người biết sửa, giống như là mình có bà con hay là người nào đó quen những cái người có Việt Nam mình sửa tốt mà có cái uy tín thì mình vẫn có thể dùng được, mình vẫn có thể mua được những cái căn nhà mà giá rẻ hơn. Thì em mua rất là nhiều nhà foreclose trước khi foreclose và foreclose mà cái nhiều nhà mua hơn là trước khi foreclose. Giống như là cái người chủ biết người ta sắp bị foreclose là em mua rồi lúc đó. Thì cái lúc mà mình mua như vậy thì nó tránh được cái trường hợp là người đó không có đập phá gì giống như anh nói vậy đó. Bởi vì người ta đã được cái giá người ta đồng ý rồi thì người ta không có cần phải phá đỡ hẳn cái độ. Dạ. Rồi còn nếu mà quý vị là một cái người mà chưa mua nhà bao giờ mà muốn mua nhà rẻ thì em nghĩ là foreclose rồi home cũng là một cái căn nhà ok để quý vị mua. Còn cái vấn đề mà sửa chữa thì quý vị phải nói với là cái người mà agent của mình là mình muốn chọn căn nhà nào đó mà sửa rất là đơn giản, chẳng hạn như là chỉ sơn với lại thay gạch thôi, thì mình nói trước như vậy để người ta giúp cho mình kiếm những căn nhà mà chỉ đơn giản làm như vậy mà thôi. Còn nếu mà mình có cái khả năng làm được nhiều hơn thì lúc đó mình mới nói là ok, càng hư như thế nào thì tôi có thể tự làm sau đó cũng được. Thì cái lý do cái khả năng của mình rồi mình trình bày với cái người agent của mình, người đó người agent của mình sẽ giúp mình kiếm một căn nhà nào đó thích hợp cho mình hơn. Dạ vâng, cái người agent luôn luôn là quan trọng. Nhưng mà cái câu hỏi này đó, chúng tôi cũng có nói chuyện nhiều người với mua nhà foreclosure. Thưa Bảo là nói là trời ơi, nhà foreclosure gì thấy mua cũng chẳng rẻ được bao nhiêu. Rẻ được 10.000, mười mấy ngàn về kêu thợ sửa, ôi trời ơi, nó còn đủ thứ chuyện còn mệt ra nữa. Thì đây là Bảo là một cái người mà chuyên về vấn đề mua nhà giá rẻ, mua nhà foreclosure, thì thông thường có rẻ nhiều lắm không? Và có đáng là chúng ta coi như là chúng tôi tạm gọi là tranh nhau để mua cái nhà foreclosure không? Và thông thường thì rẻ bao nhiêu phần trăm so với cái giá thực của nó? Chứ còn ngân hàng thì nó cũng đâu phải là nó dài thì nó bán phung bán phí bán rẻ, đúng không ạ? Dạ đúng. Cho nên là nó cũng bán để nó lấy được tối đa cái tiền nó có thể lấy được chứ. Dạ đúng. Cho nên chúng ta không thể nào là người chúng tôi được nghe câu gọi là người mua lầm chứ người bán đâu có lầm, mà ngân hàng nữa thì nó coi như là tổ sư của người bán nữa. Dạ vâng. Cho nên thì bây giờ là người kinh nghiệm thì chia sẻ thêm những cái điều đó là có đáng không, có nhiều căn nhà rẻ lắm không, và có thực sự là hiệu quả khi mà chúng ta phải kêu thợ về sửa lại những cái hư hỏng đó. Dạ vâng. Thì nó depends on cái market. Nếu mà như cái market bây giờ mấy vị mua nhà foreclose cái giá nó cũng sắp xỉ bằng cái giá của thị trường. Trời, yeah. Thôi đừng mua. Yeah. Tại vì bây giờ bán rất là dễ nên cái người lender người ta biết nên người ta bán, người ta chia ra bán lẻ, người ta bán ở cái giá phải cao, với lại nhiều người muốn nhào vô mua quá đó thì cái giá tự nhiên nó đẩy lên thôi à. Thì thành ra là quý vị cũng giống như anh Yên nói, nó bớt chừng được 5-10 ngàn đồng so với cái giá mà thực tại thôi. Rồi nó dù nó chỉ sửa đơn giản chút xíu, nói chung mình sau khi mình sửa chữa xong thì mình vẫn còn bớt được 5 ngàn, 10 ngàn cái đó. Cái đó rất là nhiều trường hợp xảy ra như vậy. Nếu mà một người mà muốn mua mà nhà foreclose á, mà gọi là mua mà để mà có lời nhiều á. Lời đập á. Dạ, thì chỉ có những lúc trong cái market có problem thôi. Nó là market fail giống như 2008 này nọ. Có nghĩa là cái cầu nó ít. Vâng, thì quả thật là khi mà cái cung á mà nó lớn hơn cái cầu đó thì lúc đó ngân hàng á thì mới chịu là bán rẻ, đúng không? Còn khi mà cái cầu á mà nó nhiều hơn cái cung á thì không có ngân hàng nào mà có thể mà hạ giá bán cho xong được. Người ta cũng cố gắng làm sao để cho có cái được lấy cái tiền lại được rất là nhiều. Thì chúng ta nghĩ rằng khi mà cái cầu mà đã nhiều hơn cái cung đó thì chúng ta mua nhà foreclosure cũng không
phải là chúng ta lợi nhiều đâu, mà Hưng Yên cũng cảm thấy là đúng thật, là đôi khi chúng ta mua rẻ được vài ba ngàn mà chúng ta phải khổ sở thợ thầy, chưa kể chúng ta sai lầm mà bảo kêu thợ tới sửa cái này cái kia, thợ không giỏi nữa cuối cùng lại bực tức ra thêm. Cái này là kinh nghiệm của nhiều người đó thưa quý vị, là đôi khi chúng ta ông bà mình nói là chúng ta cứ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa đó, đôi khi chúng ta tránh người thợ này gặp người thợ khác, cuối cùng ra là sửa nhà không hài lòng, chúng ta phải tốn tiền hơn. Tuy nhiên nếu mà người nào mà biết, người nào mà có thể mà hiểu biết và thì có thể mua nhà foreclosure, cộng với chúng ta có thể có một người agent địa ốc kinh nghiệm trong lĩnh vực foreclosure thì chúng ta có thể lợi được 5-10 ngàn, đó cũng là một số tiền rất là lớn để mà chúng ta có thể mua nhà foreclosure. Thì bây giờ chúng tôi còn khoảng 30 giây 1 phút nữa thì Bảo có gì chia sẻ thêm trong cái chủ đề là mua nhà foreclosure hay không, cũng như là chúng ta đúc kết chương trình. Dạ vâng, cảm ơn anh Yên. Thì nhà foreclosure thì cũng là một cái nhu cầu mà có thể giống như là giúp quý vị mua để tiết kiệm. Nhưng mà giống như Bảo có nói với anh Hân Yên đó, là trong cái market bây giờ không phải là lúc mà cái nhà đó nó rẻ hơn được nhiều so với cái mà mình mong muốn. Nếu mà quý vị mua nhà mà trên 300 ngàn mà foreclosure thì quý vị vẫn còn có thể mua rẻ được. Nhưng mà dưới đó đó thì cái muốn mà giá thật rẻ mà để giống như là rẻ phải hơn 20-30% thì cái đó là hiện tại không có cái chuyện nó xảy ra. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì nhiều nhà foreclosure có nhiều nhà Nó ít foreclosure hơn anh, không? ít hơn hồi Kinh trước. tế bắt đầu ổn định rồi. Dạ, là nhất ở nhất là Houston mình nữa, ở những cái nơi khác thì còn xảy ra nhiều cái vấn đề là người ta mất việc rồi, cái thành phố đó nó không có phát triển giống như là tốt, thì có nhiều nhà foreclosure nhưng mà ở Houston mình đó là kinh tế rất là vững. Dạ Có bao nhiêu nhà foreclosure công ty của Bảo lấy hết rồi, lấy đâu người dân tôi nên mua được? dạ không thì nếu mà quý vị có những cái câu hỏi gì mà về nhà foreclosure, mua nhà foreclosure hay là tất cả những cái gì mà liên quan đến foreclosure, quý vị có thể liên lạc đến Bảo ở cái số điện thoại trên màn hình. Và một lần nữa nhân dịp năm mới, Bảo kính chúc quý vị sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý, và chúc anh Hân Yên và đài BWN luôn luôn tấn tài tấn lộc và luôn phát triển trong năm 2017 này. Cảm ơn anh Bảo Trần. Kính thưa quý vị, trong không khí năm mới, chúng tôi đây là talk show để quý vị xem trong những ngày đầu năm 2017, một cái điều mà cái tâm tình của tất cả ban biên tập gửi đến quý khán thính giả, một cái đầu một năm mới, mặc dù chúng ta có vẻ như là chúng ta coi trọng cái Tết Nguyên Đán hơn, tuy nhiên chúng ta cũng Tết Dương Lịch chúng ta cũng hòa nhập vào cái đời sống ở đất Mỹ này thì chúng ta cũng rất là coi trọng. Và chúng tôi thấy được là chợ búa của người Việt Nam đã bắt đầu rộn ràng, những cơ sở thương mại của Việt Nam cũng rất là rộn rịp, mà chúng ta đồng hương, chúng ta con cái ở xa cũng về để cùng đoàn tụ với gia đình, không hẳn chỉ về Tết ta mà còn về cái ngày Tết Dương Lịch nữa. Chúng tôi xin cầu chúc quý vị một năm 2017 bình an, sức khỏe, luôn luôn có nhiều tiếng cười, và các cơ sở thương mại sẽ đạt nhiều thăng tiến và khách hàng dồi dào và thành công trong năm 2017. Hưng Yên xin chào tạm biệt và xin chào Bảo. Happy New Year quý vị, Happy New Year Bảo. Dạ vâng.